Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tài lẻ. Lẻ nhưng không lẻ, vừa đá cầu vừa nín thở. Xin mời. Cho tôi đổi đội được không? Cậu giới thiệu tài năng xong mà kiểu ngại nhìn mà đổi tí hon luôn á. Vấn đề này á, không đủ xe. Thôi đủ rồi con, đủ xa rồi. Không biết là có đủ xa hay không chứ tụi chú là đủ sợ rồi, đội chú bỏ cuộc á. Vì sang chấn tâm lý vậy. Đây cũng sẽ là bắn con sói. Bắn con sói. Giống như kiểu đang ghẹo cái nha. Em bắn nha. Bắn ok rồi hả? Vị hoàng đế đầu tiên của nước ta là ai? Vua. Tôi chỉ biết vua thôi. Cảm ơn con, mời con về chỗ. Người sinh ra bọc trăm trứng là ai? Ông bắt đầu. Là gà. Con gà. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Bé ông kêu. Rồi rồi. Mấy chủ ơi, hãy cho tôi biết kết quả rằng ai là người thực hiện thử thách với thời gian ngắn nhất được không ạ? Hãy đón xem Đấu Trường Tài Năng vào thứ ba hàng tuần lúc 20:30 trên kênh HTV7 và 21:15 trên YouTube Star Networks.